vinh của giáo sư Kim Tâm, một ngày hồi rất là nổi bật trong chương trình 50 năm hồng ân. Chính vì vậy xin Tân thứ tư xin lưu ý là cái này quan trọng này, để cho ai chạy trước chạy sau. Chạy đợt thứ nhất là dành cho lứa tuổi thiếu nhi, tức là từ 9 tuổi cho đến 13 tuổi là chạy lần thứ nhất. Lần thứ hai ưu tiên cho trẻ em và người lớn tuổi, nên chạy lần thứ hai là 45 tuổi cho đến trở lên là chạy lần thứ hai. Chạy đợt thứ ba là từ 26 tuổi cho đến 45 tuổi. Và đợt cuối cùng là dành cho lứa tuổi từ 14 cho đến 25. Trong đó 14 tuổi, các bạn em thiếu nhi nghe nè, 14 tuổi đến 15 tuổi là mình chạy một vòng. Các thanh thiếu niên chúng ta chạy 16 tuổi đến 25 tuổi chạy hai vòng. Vâng, đó là thể lệ của chúng ta. Mỗi một đợt chạy như vậy theo lứa tuổi thì chúng ta sẽ có giải như sau. Đối với nữ là chúng ta có 3 giải nhất cho nữ, 3 giải nhì cho nữ và 3 giải ba cho nữ. Các em nam cũng vậy, cũng có 3 giải, tức là thay vì nhất định một người thôi thì cha xứ cho phép 3 người nhất, 3 người nhì và 3 người ba. Cứ như thế chúng ta tính đến cho đến lứa tuổi 14 cho đến 25, 26 cho đến 45 và 46. Rồi, xin mời tất cả các con được chúng ta tất cả. Rồi, xin mời các con chúng ta ngồi xuống để chúng ta chuẩn bị cho chương trình khai mạc chúng ta. Xin mời phụ huynh có trẻ em rửa đầu. Đã hồi ý nghiên cứu từ